Sai Phan Pichanok được coi là một trong những đệ nhất mỹ nhân của làng giải trí Thái Lan vì sở hữu nhan sắc cực phẩm và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo không chỗ chê. Cùng với tài diễn xuất nhập tâm và cảm xúc, Bai Phan vẫn luôn duy trì được vị trí nữ thần nhan sắc Thái Lan và được nhiều khán giả khắp châu Á yêu mến. Tưởng rằng Bai Phan là một mỹ nhân không có khuyết điểm, nhưng ít ai biết rằng quá khứ của cô nàng này cũng đầy sóng gió. Chính phủ cũng phải thừa nhận hồi còn đi học, vì quá ham ngủ nên cô đã không chạy chuốt gọn gàng trước khi đi học. Thậm chí, cô giáo của Bai Phan ngày ấy còn bất lực đến mức dọa nếu cô nàng không ăn mặc chỉnh tề thì sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Chưa hết, về đến nhà, mỹ nhân chiếc lá bài tiếp tục bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không dọn dẹp phòng. Trên nở bẩn của Bai Phan ngày nhỏ đúng là không ai bị kịp. Ngoài ra, Bai Phan còn có sở thích kỳ lạ là nuôi gián. Nhiều netizen còn đưa rằng, ngay trước Bai Phan ở giờ nên mới có thể coi gián là những người bạn như vậy. Tuy nhiên, vì chị đẹp quá xinh nên cư dân mạng vẫn bỏ qua tất cả các thói xấu trước đây, chỉ tập trung vào nhan sắc đỉnh cao đó thôi. Bai Phan Pichanok sinh năm 1992, nữ diễn viên hàng A của xứ sở Chùa Vàng. Cô bén duyên nghệ thuật từ rất sớm và từng là sao nhí sáng giá của màn ảnh Thái nhờ ngoại hình xinh xắn, thông minh. Bai Phan chính thức tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 17 tuổi. Dù đóng phim từ khi còn nhỏ nhưng đến năm 18 tuổi, tên tuổi của Bai Phan Pichanok mới thực sự được khán giả biết tới rộng rãi. Cô hóa thân vào vai nam, cô vì xấu xí nhưng đem lòng yêu hoàng tử trong siêu phẩm Học Đường Mối Tình Đầu cùng Mario Moreau. Cơn sốt Mối Tình Đầu giúp Bai Phan Pichanok một bước trở thành ngôi sao hàng A, có lượng fan hâm mộ rộng khắp châu Á và được truyền thông săn đón. Cũng trong năm nay, Bai Phan Pichanok vượt qua nhiều gương mặt trẻ khác giành giải thưởng nữ diễn viên triển vọng của Thái Lan. Khi ánh hào quang đến cũng là lúc Bai Phan Pichanok phải đối mặt với mặt trái của showbiz. Vào năm 2013, nữ diễn viên khiến dư luận bàng hoàng khi dính vào tin đồn nghiện ngập sử dụng ma túy. Scandal này đã khiến hình ảnh của Bai Phan trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một nữ thần trong sáng, ngây thơ, được triệu người yêu mến, Bai Phan Pichanok bỗng nhiên trở thành nữ diễn viên trẻ hư hỏng, đời sống cá nhân phức tạp. Dù đã lên tiếng phủ nhận, song scandal đầu đời của Bai Phan đã được đẩy đi quá xa đến mức không thể cứu vớt. Lần đầu đối mặt với thị phi từ dư luận, Bai Phan Pichanok đã không thể mạnh mẽ để chống lại. Cô quyết định lên chùa, đi tu một thời gian để trốn chạy khỏi thế giới showbiz đẹp đẽ, nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt này. Sau 4 năm từ scandal nghiêm trọng xảy ra khi mới 21 tuổi, Bai Phan lại một lần nữa hứng đòn chí mạng. Vào tháng 3 năm 2017, tin nóng liên quan đến vụ việc, Bai Phan Pichanok lộ clip ân ái với một người đàn ông lạ trên xe, phủ kiến các mặt báo Thái Lan. Đoạn clip này đã được camera ghi tại một trung tâm bảo dưỡng xe ghi lại. Do không chịu nổi áp lực từ dư luận, Bai Phan Pichanok đã có ý định rút khỏi ngành giải trí. Ngay sau khi nổi lên từ Mối Tình Đầu, Bai Phan Pichanok đã được đài truyền hình lớn nhất Thái Lan CH7 chiêu mộ. Tưởng rằng cô sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng, nhưng sự nghiệp của cô lại chẳng mấy khởi sắc. Các dự án của Bai Phan Pichanok được không thành công vang dội, dù kịch bản hay, được đầu tư bài bản và bản thân cô cũng thay đổi để đa dạng hóa diễn xuất. Bai Phan Pichanok đã bị chết vai một cách đáng tiếc khi hoạt động tại đài CH7. Không phải vì cô không có thực lực, mà vì vai diễn nam trong Mối Tình Đầu đã quá nổi tiếng đến mức in sâu vào trong tiềm thức của khán giả. Và dĩ nhiên, khi đến với một nhân vật mới của Bai Phan, nếu không có quá nhiều sự thay đổi, lột xác, thì bộ phim cũng không để lại chút ấn tượng gì. Đã có những lúc bóng tối thị phi bủa vây và Bai Phan từng nghĩ sẽ dừng lại. Con đường đi đến nghệ thuật không trải đầy hoa hồng mà chỉ toàn đá, sỏi và lại rất dài. Nhưng niềm tin của người hâm mộ dành cho Bai Phan lại quá ít ỏi, nó không đủ giúp cô vững tin đi tiếp. Liên tục gặp những scandal tai tiếng, loay hoay tìm hình tượng mới cho bản thân, sự nghiệp ngày càng mờ nhạt, đó là khoảng thời gian thật kinh khủng, bế tắc về mọi thứ đối với Bai Phan Pichanok. Vào cuối năm 2016, Bai Phan Pichanok chấm dứt hợp đồng với đài CH7 và có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô. Không chỉ thoát được vai diễn nam, Bai Phan Pichanok liên tiếp trở thành nữ chính trong nhiều tác phẩm đình đám như Ngọn Lửa Đam Mê, Đấu Trường Ước Mơ, Khu Vườn Bí Mật. Trong năm 2018, Bai Phan tham gia đóng chính 5 bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh. Vai diễn ấn tượng trong Ngọn Lửa Đam Mê đã đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của Bai Phan sau nhiều năm ngụp lặng trong scandal. Bộ phim điện ảnh Friendzone ra rạp vào đúng ngày Valentine 2019 của cô đã kiếm được 24 triệu baht cho ngày đầu tiên công chiếu ở Thái Lan. Tại Việt Nam, bộ phim cũng đã chinh phục giới trẻ mặc cho Captain Marvel hoàn thành. Vai diễn mỹ nhân chuyển giới trong Chiếc Lá Bay cũng khiến khán giả say mê theo dõi và tranh cãi không ngớt. Đến năm 2021, Bai Phan tiếp tục oanh tạc phòng vé với bộ phim Lừa Đảo Gặp Lừa Đảo, đóng cặp cùng nam thần Nadesh Kugimiya. Có thể nói, Bai Phan Pichanok minh chứng cho câu nói lên voi xuống chó, đã lên đỉnh thăng hoa nhưng cũng có lúc chạm đáy thất bại. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ và biết phục thiện, nữ diễn viên đã tiếp tục chinh phục khán giả yêu điện ảnh bằng những tác phẩm có giá trị.